Mời quý vị cùng theo dõi bản tin Thế giới đa chiều trên kênh Truyền Thiết Yếu tỉnh Đồng Nai với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị thực định nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 hôm qua khai mạc tại vùng Budlia, miền nam nước Ý. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Đức không cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Quý vị, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 hôm qua đã chính thức khai mạc tại vùng Puglia, miền Nam nước Ý với sự tham dự của lãnh đạo các quốc gia thành viên và khách mời. Bên cạnh lãnh đạo các nước thành viên G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Mỹ, tham dự hội nghị kéo dài 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6 có các vị khách mời: Chủ tịch Quỹ ban châu Âu bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Jacques Michel, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong ngày đầu tiên của hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 thảo luận về những vấn đề liên quan đến châu Phi, biến đổi khí hậu, tình hình Trung Đông và Ukraine. Trong đó, việc hỗ trợ tái thiết cho Ukraine và đảm bảo đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza là tâm điểm của chương trình nghị sự. Các cuộc gặp song phương cũng diễn ra bên lề hội nghị, đặc biệt tại thúc Mỹ, Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã tổ chức họp báo chung nhấn mạnh cam kết hỗ trợ lâu dài của Washington đối với Kiev. Theo lịch trình, các lãnh đạo G7 hôm nay sẽ thảo luận về vấn đề di cư và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo và năng lượng. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm qua tuyên bố nước này không thể cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Theo Pistorius, Berlin đã cung cấp một phần tư số lượng hệ thống Patriot mà nước này có và việc cung cấp thêm giờ đây phụ thuộc vào các đối tác khác. Trước thêm hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Pistorius nói với các phóng viên, Chúng tôi đã cung cấp ba hệ thống Patriot, tương đương một phần tư năng lực của chúng tôi. Chúng tôi không thể cung cấp thêm, Việc cung cấp hỗ trợ dài đây thuộc về các đối tác khác. Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh hệ thống phòng không hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết. Và ông vui mừng vì Đức cùng các đối tác Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy đã cung cấp thêm tên lửa dùng trong hệ thống Patriot cho Ukraine trong thời gian ngắn. Nga liên tục cảnh báo các nước về việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng hành động này sẽ dẫn đến leo thang xung đột. Vào tháng 4 năm 2022, Nga đã gửi công hàm ngoại giao tới tất cả các nước NATO về vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga hôm qua đã trấn an Mỹ về việc tàu chiến Nga thăm Cuba và phối hợp tập trận, Điện Kremlin khẳng định không có lý do gì để các quốc gia bao gồm cả Mỹ lo lắng về cuộc tập trận này. Một khinh hạm và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Hải quân Nga đã gặp bến Havana, Cuba vào ngày 12 tháng 6. Đây được xem là một động thái phô trương sức mạnh của Moscow trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vì các quốc gia bao gồm cả các cường quốc hàng hải lớn như Nga tiến hành các cuộc tập trận là điều hết sức bình thường. Ngoài ra, ông Peskov cũng khẳng định không ai nên nghi ngờ quyền của Nga trong việc phát triển các mối quan hệ chặt chẽ hơn với Triều Tiên nhấn mạnh tiềm năng quan hệ song phương rất sâu sắc. Công đảng đối lập của Anh, đảng đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4 tháng 7. Hôm qua đã cam kết sẽ công nhận nhà nước Palestine nếu thắng cử, xem đây là sự đóng góp cho tiến trình hòa bình. Tuyên ngôn bầu cử của công đảng Anh tập hợp các chính sách mà đảng này sẽ ban hành nếu thành lập chính phủ tiếp theo, cho biết Quy chế nhà nước của Palestine là quyền bất khả xâm phạm của người dân Palestine. Chúng tôi cam kết công nhận nhà nước Palestine. Đây là sự đóng góp cho tiến trình hòa bình mới hướng tới giải pháp hai nhà nước giữa Palestine và Israel, bảo đảm nhà nước Palestine có chủ quyền và tồn tại song song. Chính phủ Anh hiện tại do đảng bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak lãnh đạo trước đây cho biết Anh có thể công nhận nhà nước Palestine và rằng người dân Palestine ở bờ Tây và giải Gaza phải được thấy lộ trình đáng tin cậy hướng tới một nhà nước Palestine và một tương lai mới tháng trước Tây Ban Nha, Ireland, Đan Mạch và Slovenia đã chính thức công nhận nhà nước Palestine. Văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn hôm qua cho biết số người buộc phải di tản trên khắp thế giới đã đạt mức cao kỷ lục gần 120 triệu người tính đến cuối năm 2023. Số liệu được UNHCR công bố trước ngày tị nạn thế giới 20 tháng 6. Báo cáo bao gồm số liệu thống kê mới nhất về người tị nạn và những người di tản trong nước buộc phải chạy trốn vì xung đột, bị đàn áp và bị vi phạm nhân quyền. Cơ quan này cho biết trên toàn thế giới ước tính có khoảng 117,3 triệu người phải di dời tính tới cuối năm 2023. Con số này tăng 8,8 triệu người so với cuối năm 2022. Theo UNSCR, năm 2023 đánh dấu năm thứ 12 liên tiếp, số người buộc phải di dời trên thế giới gia tăng. UNSCR bày tỏ quan ngại sâu sắc về mức tăng kỷ lục này và kêu gọi nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ người tị nạn. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc UNC, lực lượng quân sự đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu, hôm qua tuyên bố đang tiến hành điều tra một loạt sự cố ở biên giới Liên Triều hồi đầu tuần này. Theo phía Hàn Quốc, hôm 9 tháng 6, khoảng 20 binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua đường phân giới quân sự bên trong khu vi quân sự. Ngăn cách hai miền Triều Tiên, phía Hàn Quốc sau đó đã bắn cảnh báo và binh sĩ Triều Tiên đã rút lui. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi Hàn Quốc nối lại các chương trình phát thanh chống Bình Nhưỡng sau 6 năm nhằm đáp trả việc Triều Tiên thả bóng bay chua rác thải sang Hàn Quốc. Khi được hỏi về các sự cố, đại diện UNC cho biết, chúng tôi thực hiện nghiêm túc sứ mệnh của mình và hiện đang dốc sức điều tra các vấn đề gần đây. Hành động của chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận đình chiến, nỗ lực giảm leo thang căng thẳng để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Triều Tiên quay lại đối thoại thông qua các cơ chế đã thiết lập. Ông John Hakyo, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, quân đội Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ cuộc điều tra của UNC. UNC là cơ quan thực thi lệnh đình chiến nhằm ngăn chặn giao tranh trong chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950-1953. Lực lượng này cũng giám sát các hoạt động bên trong DMZ, vùng đệm giữa hai miền Triều Tiên. Hôm qua, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố quyết định của Tòa án Công lý Châu Âu phạt Hungary vì không tuân thủ các quy định của EU về việc tiếp nhận người tị nạn là quá đáng và không thể chấp nhận được. Ông Orbán viết trên mạng xã hội X: "Quyết định của ECJ phạt Hungary 200 triệu euro cộng với 1 triệu euro mỗi ngày vì vấn đề bảo vệ biên giới của Liên minh Châu Âu là quá đáng và không thể chấp nhận được." Có vẻ như những người di cư bất hợp pháp quan trọng đối với các quan chức Rusen hơn là công dân của chính họ. Trước đó, cùng ngày, ECJ đã công bố phán quyết rằng Hungary phải nộp phạt 200 triệu euro và áp dụng hình phạt 1 triệu euro mỗi ngày nếu chậm nộp phạt. Theo ECJ, khoản tiền phạt và hình phạt trên là do Budapest cố tình trốn tránh việc tuân thủ luật pháp EU bất chấp phán quyết hồi năm 2020 rằng quốc gia thành viên này phải duy trì các thủ tục quốc tế đối với người xin tị nạn. Thưa quý vị, hàng chục ngàn người đam mê lĩnh vực hàng không đã tập trung tại thủ đô Berlin của Đức vào đầu tháng này để tham gia triển lãm hàng không Berlin, một trong những triển lãm hàng không lớn nhất châu Âu. Sự kiện quy tụ các hãng hàng không thương mại, nhà sản xuất máy bay dân dụng và quốc phòng. Đây là nơi mà tầm nhìn tương lai cho lĩnh vực hàng không được thể hiện rõ nét. Triển lãm hàng không Berlin được tổ chức 2 năm một lần. Sự kiện năm nay thu hút khoảng 95.000 người tham gia. 600 mạ nhà trưng bày đến từ 31 nước đã trình làng các công nghệ hàng không mới nhất. Đối với lĩnh vực phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch như lĩnh vực hàng không, việc cắt giảm khí thải carbon là một trong những ưu tiên hàng đầu. Ông Ali Alami thuộc Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức cho biết, chúng tôi hướng tới ngành hàng không thân thiện với môi trường, nhưng cùng lúc cũng có tính cạnh tranh và kinh tế. Để đạt được, chúng tôi phải tiến hành thử nghiệm mọi công nghệ từ ứng dụng nhiên liệu Hero đến pin. Hãng hàng không Emirates của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trình làng chiếc máy bay A380 của hãng Airbus. Chiếc máy bay này do Emirates hợp tác với các chuyên gia để cải tiến. Máy bay hoạt động hoàn toàn bằng nhiên liệu bền vững. Công nhân bên trong cũng được thiết kế lại. Tiếp viên Melissa của hãng hàng không Emirates cho biết, khách tham quan thích chiếc máy bay này, đặc biệt là thiết kế của nó. Không gian trên trong rộng rãi hơn, mang lại trải nghiệm thoải mái hơn. Bên cạnh hàng không dân dụng, các thiết kế tương lai cho lĩnh vực hàng không quân dụng cũng được trưng bày tại triển lãm. Đến dự triển lãm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, nước này đặt mua một số trực thăng cho cảnh sát liên bang trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Ông cũng công bố thỏa thuận trị giá 2,2 tỷ đô la Mỹ để mở rộng phi đội chiến đấu cơ của lực lượng không quân Đức. Thỏa thuận này được tiến hành với các hãng Airbus, BAE System và Leonardo, đều là những thương hiệu của châu Âu. Ông Olaf Scholz nói, Đức mong muốn duy trì và mở rộng năng lực quốc phòng, đó là lý do vì sao chúng tôi đặt hàng thêm 20 máy bay tiêm kích Eurofighter bên cạnh 38 phi cơ đang giao giao. Từ ô tô bay cất cánh thẳng đứng đến các công nghệ phóng mới nhất phục vụ cho đến vực không gian, những sự kiện như triển lãm hàng không Berlin là mang lại tầm nhìn tương đối rõ nét về tương lai của ngành hàng không. Những sự kiện này cũng cho thấy rằng các bên trong ngành hàng không đang không ngừng kiên cứu và cải tiến để bắt kịp tốc độ phát triển của thế giới.